Xin chào quý chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Tota Bắc Ninh. Trong video này thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Tota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu màu trắng ngọc trai, và đồng thời là giới thiệu cho anh chị về cái chính sách bán hàng của xe Tota Fortuner phiên bản các phiên bản ở thời điểm tháng 8 năm 2022 này. Thì Fortuner được phân phối thị trường Việt Nam với 7 phiên bản tất cả, và trong đó thì có 2 phiên bản là nhập khẩu, còn lại 5 phiên bản là lắp ráp trong nước. Thì với những cái phiên bản nhập khẩu thì sẽ là máy xăng, lần lượt nó sẽ có 2 phiên bản là 2.7 máy xăng một cầu, thì có giá niêm yết là 1.187.000.000. Phiên bản thứ hai là phiên bản 2.7 số tự động hai cầu, có giá là 1.277.000.000. Còn phiên bản máy dầu thì có 5 phiên bản và đều được lắp ráp ở Việt Nam. Trong đó có một phiên bản số sàn có giá niêm yết là 1.015.000.000. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản cao cấp hơn, phiên bản 2.4 máy dầu một cầu tự động thì có giá niêm yết là 1.107.000.000. Còn phiên bản thứ hai, thứ ba là phiên bản cũng là hai cầu, cũng là một cầu máy dầu 2.4, nhưng mà phiên bản Legender của một cầu thì sẽ có giá là 1.248.000.000. Phiên bản tiếp theo, phiên bản hai cầu thường sẽ có giá niêm yết là 1.423.000.000. Và phiên bản cao cấp nhất, phiên bản hai cầu Legender sẽ có giá là 1.459.000.000. Thì em cũng xin phép là giới thiệu cho anh chị và quay chi tiết về cái nội ngoại thất của cái xe Tota Fortuner phiên bản một cầu này. Thì xe được trang bị là màu trắng ngọc trai, thì như anh chị biết là những cái xe của Tota ấy, thì màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn các màu khác là 8.000.000. Thì những là cái xe này là 1.107.000.000, thì cộng 8.000.000 tiền màu sẽ thành 1.115.000.000. Ở phía phần đầu xe như anh chị thấy là vẫn là cái thiết kế cũ, những cái form dáng của Fortuner. Ngoài ra thì đèn được trang bị là đèn bi led rồi này, đèn sương mù, hai cảm biến trước và đèn bên dưới là đèn xi nhan. Phía hông xe thì sẽ được trang bị là lốp bản to và la răng là la răng phay xước, bệ bước chân. Gương thì đã được trang bị là gương chỉnh điện, gập điện và cụp điện nữa anh chị ạ. Đây phía đuôi xe, như anh chị thấy là cái Fortuner phiên bản máy dầu này thì cái ưu điểm của nó sẽ là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ là tối ưu, chỉ có rơi khoảng tầm 7,2 lít trên 100 cây trăm cây dầu thôi, 7,2 lít dầu trên 100 cây. Và ngoài ra thì cái mô men xoắn của máy dầu rất lớn, anh chị là có leo đèo dốc này hay là đi tải nặng ấy thì cũng là rất là thoải mái khi mà mình đi full tải. Đây là cụm đèn phía sau. Đây em sẽ giới thiệu cho anh chị một chút về nội thất của xe. Xe thì ở để thời điểm hiện tại thì bên em trang bị là cái với phiên bản thường này thì sẽ được trang bị là nội thất màu đen, còn phiên bản Legender thì sẽ được trang bị là nội thất màu đen pha với đỏ. Ở ghế thì đã được bọc da smart key. Xe thì thời điểm này bên em đang hỗ trợ là tối đa 80% giá trị xe. Và ở thời điểm tháng 8 này là tháng 9 này thì bên em đang hỗ trợ với dòng xe Fortuner một cầu này là 11.000.000 tiền mặt, và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15.000.000. Thì em tạm tính cho anh chị, thứ nhất là về cái giá xe là 1.115.000.000 cộng với thuế 1.115.000.000 cộng với tiền thuế 10% thì sẽ là 111.500.000 cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm, trừ đi giảm giá 11.000.000 thì ra biển sẽ rơi khoảng tầm hơn 1.2 1.220.000.000 đã bao gồm phụ kiện mà chưa bao gồm bảo hiểm. Thì anh chị nào mà cần
chi tiết về giá cũng như bảng trả góp thì liên hệ cho em qua số hotline ở trên màn hình nhé. Xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.